Hoàng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thưa quý vị, mỗi tuần trôi qua rất nhanh, chúng tôi đã kết nối những cặp đôi để mong muốn họ hiểu nhau và yêu nhau và đi đến cái đoạn cuối, tức là đến hạnh phúc quý vị. Chúng tôi rất là hạnh phúc điều đó. Và ngày hôm nay cũng thế, với sự kết nối của Quyền Linh, Hồng Vân, hy vọng rằng cặp đôi sẽ đồng ý nhấn nút hẹn hò. Bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Điểm yếu của em là em hơi nóng tính một xíu. Nếu mà ví dụ như sau một cái trận cãi vã thì em thường lên phòng nằm đắp chăn nằm ngủ. Nóng thường nó làm gì chứ nóng đắp chăn. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Dạ, chào bạn. Xin mời bạn nữ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, mình giới thiệu lớn lên cho bên đối phương cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ thì lời đầu tiên em xin gửi chào tới anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân, chào em. Bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trong trường quay. Trước khi giới thiệu thì em muốn gửi một bài thơ tặng đến chương trình. Rồi, để mời em. Nó phấn khích một xíu. Dạ. 25 xuân đã trôi qua mà duyên thì vẫn ngập ngừng ở đâu. Tôi nào có phải tiên nhân, làm sao đoán biết khi nào tới duyên. Chỉ còn có cách tới đây gặp ông bà mối tham gia chương trình, biết đâu gặp phải gia nhân, kết giao quyến thuộc, mãi luôn ân tình. Hôm nay trời đẹp nắng xanh, kính chúc khán giả một ngày an vui. Chúc luôn cô chú mối duyên có thêm sức khỏe, kết duyên được nhiều. Cùng chúc em gái sát màn luôn luôn hạnh phúc đẹp xinh trọn đời. Lại chúc tổng thể chương trình ngày càng phát triển, có nhiều lượt view. Chúc xong tất cả chúc mình tự tin bình tĩnh, ắt gặp người thương. Thay mặt chương trình cảm ơn em. Dạ. Ở trong đó chị thấy có một câu gì là ước gì gặp giai nhân á, thì chắc câu đó của em chắc là em sẽ đạt được ý nguyện đó nha em. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em. Dạ. Em xin giới thiệu là em tên là Lê Xuân Sinh ạ. Bút tranh của em là Tự Thanh Xuân, tại vì em hay làm về thơ. Em đến từ thành phố Đà Lạt ạ. Năm nay em là 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là em có kinh doanh shop thời trang và cũng có làm bên mảng bất động sản ạ. Em là sống và làm việc tại Đà Lạt luôn. Dạ, nhà em ở Đà Lạt. À, Đà Lạt luôn. Xuân, Thanh Xuân. Dạ, Tự Thanh Xuân ạ. Là bút danh luôn. Dạ, bút danh của em ạ. Thanh Xuân như một tách trà đó hả? Dạ. Rồi, nhìn qua nhìn lại hết bà Thanh Xuân. Dạ. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào tất cả mọi chào người. Em là Nguyễn Thị Quyên, em làm tại ngân hàng Sacombank. Em năm nay 27 ạ. À, Quyên 27. Dạ. Còn Xuân là? Dạ em 25 ạ. 25. Gái lớn 2, trai lớn 1. Được. Nhưng mà Quyên em quê em ở đâu? Em ở Hà Nội. Nhưng mà hiện nay thì Quyên làm việc ở đâu? Ở Bình Thạnh á, lên. Không sao, Đà Lạt cũng là thành phố du lịch mình thường xuyên đi mà. Không, dễ. Bởi vì là mong ước của em là em được lấy chồng Đà Lạt. Trời ơi. Vậy là hợp lý rồi. Hợp lý. Chương trình ta tìm hiểu kỹ lắm em ơi. Tìm cũng cả năm trời mới ra người cho em đó. Bây giờ em, điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Em nghĩ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng. Em không có nóng tính. Còn điểm yếu của em là em khá là nói nhỏ. Thì cái điểm yếu đó khắc phục được mà. Có thể đi học tiếng nói sân khấu. Bên sân khấu chị có khóa đó nha. Em trai có ưu điểm gì? Dạ, em có ưu điểm là em biết làm việc nhà. Biết nấu ăn. Không rượu bia, không bài bạc, không thuốc lá. Em có thể biết quan tâm chia sẻ. Và em rất là trung tình. Điểm yếu của em là em hơi nóng tính một xíu. Nhưng mà ý là mình vẫn kiềm chế được. Nếu mà ví dụ như sau một cái trận cãi vã thì em thường lên phòng nằm đắp chăn nằm ngủ. Nóng thường ta làm gì chứ nóng đắp chăn. Dạ không, ở Đà Lạt là hơi lạnh anh. Dạ. Đà Lạt lạnh là đắp chăn mà nóng quá cũng đắp chăn luôn. Dạ, ở đó đắp chăn cả ngày. Ôi, vậy là cũng được rồi. Cô gái rất thích cái tính này bởi vì thằng ông mà không có nóng nảy mà nóng quá thì đắp chăn là xong. Ủa em, tình em có mấy mối tình rồi? Dạ hai. Những người đó có giống như là em mong muốn không? Dạ có, ai cũng thương, ai cũng chiều hết. Vậy tại sao lại chia tay? Cái mối tình đầu tiên
Chia tay là do người ta phải lựa chọn giữa giữa em và gia đình. Như vậy thì khó cho anh ấy quá, cho nên anh phải chọn gia đình, không chọn em được vì em ở xa quá. Rồi cái mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là bởi vì em con nít quá, người ta không có muốn vậy. Kiểu là người ta muốn một người trưởng thành hơn. Nhõng nhẽo quá phải không? Dạ. Tật xấu là nhõng nhẽo đó, bây giờ mới lòi ra nè. Nhưng bây giờ còn nhõng nhẽo dữ lắm không? Còn con nít đâu? Cũng y chang, không có khác gì. Y chang hả? Chịu được tính con nít với nhõng nhẽo không? Dạ, chịu được anh ạ. Chịu được hả? Dạ. Nếu chịu nổi lên đắp chăn ha. Dạ. Em có mấy mối tình? Trước giờ em chỉ có một mối tình thôi ạ. Dài không? Dạ, 10 tháng anh ạ. Nhưng tại sao lại chia tay? À, dạ, tại vì là em thì do em muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà bạn đó thì chưa xác định, nên là hai bên nó có xảy ra mâu thuẫn. Tiến nhanh vậy mới có 10 tháng mà muốn tiến luôn rồi đó hả? À, có thể bên kia thấy sớm quá đúng không? Dạ. Còn bây giờ là em, nếu mà tìm hiểu được là em phải tiến tới hôn nhân liền đúng không? Dạ, nếu mà em cảm thấy hợp á thì sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng mà thời gian thì phụ thuộc cả bạn nữ. Còn em thì sao? Dạ. Em có muốn tiến tới hôn nhân liền không? Em muốn lấy chồng năm em 28 tuổi. Năm nay là em 27. Chào em gái dễ thương. Chào anh. Vậy là còn một năm nữa không sao? Thì một năm để tìm hiểu đó. Được. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng với mẫu hình như thế nào? Em chỉ mong người đó giống ba của em thôi. Tìm người yêu á mà giống ba với mẹ là khó lắm, bởi vì ba mẹ là một cái thần tượng, những người thiêng liêng nhất rồi, mà tìm giống người đó là khó lắm á. À, anh em thì còn được. Anh cũng khó chứ đừng nói là ba đó. Đổi đi, đổi giống chú Huỳnh Linh đi. Ủa anh Huỳnh Linh đi lộn. Một cái người nào mà nó dễ hơn chút xíu được không? Thì em thấy ba em cũng thuộc dạng tiếp bình thường mà, là lo cho gia đình và yêu thương vợ con thôi. Còn hình dáng thì sao? Hình dáng thì cũng bình thường, cũng cao, cao mét 6 mấy à. Cao mét 6 mấy à. Trắng, da trắng hay là da đen? Đẹp trai không? Nhau nhau. Em với ba em mặc y chang nhau. À vậy, vậy là ba em đẹp trai đó. Thành ra là tôi qua bển tôi coi được không? Coi đi. Yeah. Đàn trai cũng gọi là công tử lắm hà. Vậy à? Trắng trẻo ha. Chứ rồi bên tôi là mỹ nhân á nha. Thôi. À gia nhân chứ. Dạ em chào chị ạ. Ồ cưng, chào cưng. Hồi nãy là cưng ước mơ có gia nhân đúng không? Dạ. Cầu được ước thấy đó nha. Dạ. Em, chị nhìn em chị có cái cảm giác giống em bước từ trong truyện Kiều em bước ra. Như thúc sinh hay là nhà thơ mà. Em thích cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ mẫu bạn gái em thích là ưa nhìn ạ. Nói chung là biết quan tâm chia sẻ, cũng hòa đồng vui vẻ. Em không có cái mẫu hình lý tưởng nào, chỉ cảm thấy mình thực sự rung động thì mình thích thôi. Thấy ngay lần đầu nhìn người ta rung động là được thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, rồi cái mình cho hai bên gặp mặt xem với ánh mắt đầu tiên họ có rung động hay không. Em gái đi với ai Quyên? Em đi với chị của em, bạn đồng nghiệp và cô đồng nghiệp luôn ạ. Chào nhà gái. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Em là chị của Quyên. Thật ra nãy giờ quan sát bạn trai cũng hơi kỹ, thấy bạn cũng hơi khép nép, thì không biết bạn có thể thể hiện được cái bản lĩnh đàn ông của mình một tí trên sân khấu được không ạ? Mình em thích đất cho chị coi coi nó khỏe không. Đó, muốn mấy cái mấy, thích chừng nào. Trời ơi, thấy chưa? Đó, chị thấy chưa? Người ta bản lĩnh. Được rồi, cứ thôi đó. Thôi thôi, thôi. Được chưa? Dạ. Mình muốn hỏi là cái xu hướng của Quyên là Quyên muốn là sẽ về gần người yêu, thì không biết là bạn có thể sắp xếp như thế nào đó để cho Quyên có thể về Đà Lạt, hoặc là bạn có thể lên đây để hai bạn gần nhau được hay không? Cái này chúc cho hai trẻ họ tự hứa hẹn với nhau, họ tự giải quyết đi. Rồi, cảm ơn. À Xuân đi với ai Xuân? Dạ em đi với em của em ạ. Em đâu? Gái hả? Dạ em gái được không? Dạ em họ. Em họ rồi, chào em gái. Dạ chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Em chào chị cùng tất cả các khán giả trường quay. Em thấy chị gái thì dễ thương, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Em nghĩ là anh chị em thấy hợp. Nếu có thể thì cho nhau cơ hội để hai người tiến tới. Rồi, cảm ơn em gái. Nói chung là hai gia đình góp ý nhẹ nhàng vậy thôi. Còn quan trọng là mình có rung động hay không, đúng không Xuân? Dạ. Rồi bây giờ, rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Xuân. Không gian này là của em đấy. Anh chào em. Anh có món quà tặng cho em. Anh có 3 món quà luôn.
Món quà đầu tiên là bàn thiết kế xe của anh, do anh tự thiết kế. Và thứ hai là tập thơ 30 bài do anh tự sáng tác. Và trong đó có một bài tặng riêng cho em. Em cảm ơn anh. Và anh có món quà thứ ba là dạ gửi tặng tới em cũng như là anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân, một ít của đặc sản Đà Lạt mang tới để mình thưởng thức. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em nhé. Em hy vọng là sau cuộc gặp mặt này thì hai đứa mình cũng sẽ có thể sống đời với nhau giống như cây này. Trời dạ, ơi. Rồi, cảm ơn em nhé. Ngọt ngào quá. Em gái mở tập thơ ra thử xem anh ấy đọc tặng em bài gì vậy, có thể đọc được không? Bài anh tặng riêng cho dạ. em đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em đọc bài này ha. Đọc đi, em đọc bài đó thử xem. Chào em cô gái trước màn, hôm nay gặp được khá là phải duyên. Anh đây số phận tan hàng, gặp em mà ngỡ nằm mơ giữa chiều. Anh thì chẳng biết ca đàn, nấu cơm quét dọn công nào cũng ngon. Được thêm cái tính thật thà, nói yêu là cưới, dễ đâu dối lừa. Ngoài ra lại rất đàng hoàng, tấm lòng chung thủy một lòng yêu em. Suốt ngày làm lụng kiếm tiền, xong công hết tháng đưa về cho em. Yêu anh em sẽ an nhàn, chẳng lo cờ bạc rượu chè bê tha. Cuộc đời sẽ chẳng thể nhàn, cùng em đi khắp thế gian hữu tình. Em ơi ngày ấy đã tàn, còn gì em phải đắn đo nghĩ nhiều. Nhẹ tay ấn nút hạ màn, trao nhau cơ hội đôi ta hẹn hò. Hay quá. Cái bài thơ này xong rồi là Linh Vân đâu còn vai trò gì nữa. Đúng rồi, nói chung là chốt luôn rồi đó. Chốt luôn rồi. Ừ. Em gái cảm nhận thế nào về bài thơ đó? Em cảm thấy xúc động quá. Giống như kiểu là tất cả những gì em mong ước nó nằm hết ở đây á. À, trước khi mà em lên sóng em bị mất ngủ 2 ngày luôn. Tại em không em cảm thấy rất là hồi hộp á. Em cảm giác là duyên phận của em nó cũng khá là lận đận, và em luôn mong muốn em tìm được một người để em có thể kết duyên cùng người đó. Hôm nay em gặp được anh ấy tặng em bài thơ này, em cảm thấy giống như kiểu đây là định mệnh của đời em. Rất là xúc động đúng không? Gần như nghẹn ngào luôn đấy. Anh thấy trong giọng nói của em như thế, em thấy con người của anh như thế nào? Dạ, em cảm giác có tình cảm với anh ấy ngay từ lần đầu. Đấy. Không, thực sự đó là cái cảm giác thật. Cảm giác đầu cho nên tiên là khi nghe bạn nói, mặc dù không nhìn mặt bạn nhưng mà tự nhiên Vân cũng rất là xúc động luôn. Sau khi nghe những cái tâm sự của bạn gái thì em thấy thế nào? Dạ, bạn gái thì cũng xinh xắn dễ thương, hiền lành dịu dàng ạ. Là cũng đúng mẫu người em thích. Anh nghĩ là khi mà em ở Sài Gòn như vậy, còn anh ở Đà Lạt như thế thì chuyện hai đứa mình sẽ như thế nào? Thì nói chung là anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để mà một tháng có thể xuống thăm em được 1 đến 2 lần. Em có thể lên thăm anh được không? Được. Nếu như tiến tới hôn nhân thì mình sẽ phát triển kinh tế ở Đà Lạt hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em thì ở Sài Gòn cũng được, ở Đà Lạt cũng được, miễn là để có tình yêu thôi. Hay quá vậy trời. Em hỏi anh một câu nữa được không? Được. Em ở Hà Nội anh có thấy xa không? Cũng xa, nhưng mà nói chung là nếu mà vì tình yêu thì mình vẫn có thể chấp nhận được. Nếu mà lấy nhau thì 1 năm anh cho em về thăm ba mẹ em bao nhiêu lần? Lúc nào em cảm thấy nhớ nhà thì em có thể về thăm nhà. Cũng không nhất thiết là phải bao nhiêu lần. Anh có về cùng em không? Chắc chắn là có chứ. Tết này anh có về cùng em không? Cái này thì nói chung là mong là hai đứa mình tiến xa hơn thì anh sẽ về quê Hà Nội cùng em. Hà Nội đang chờ đón anh. Đà Lạt cũng đang chờ đón em. Tất cả mọi thứ đều tan chảy. Gần như mọi thứ đều chảy hết. Trời ơi, tại sao có những điều ngọt ngào như thế giữa một cái nắng chói chang thành phố Hồ Chí Minh thế này. Không còn gì để nói nữa, quay ghế lại đi. Chúng ta chỉ còn làm động tác, đó là bấm nút hay không bấm thôi. Nếu đúng những lời ngọt ngào, những ngôn tình nãy giờ, thì tin chắc rằng các bạn đã tìm đúng đối tượng. Và đừng do dự gì, khi trái tim mình đang thổn thức, hãy bấm nó để khắc khoải trong tình yêu, để yêu thương nhau nhiều hơn. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ quyết định. 1 2 3 hết thời gian.
đẹp lắm. Nắm chặt nhau, gần như họ gặp nhau lúc nào đó. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên đi. Từ từ đã, chưa để ý Nguyên. Nó phải cảm giác cái nụ hôn. Nào, từ từ nha, chừng nào tôi nói lấy ra mới lấy nha. Để vô, từ từ để vô. Hít, hít, để ý Nguyên hít mạnh lên. Hít mạnh lên. Thế nào? Dạ. Hả? Dạ, cảm giác khá rung mình luôn. Đâu, bây giờ bạn hôn lại đi. Bạn hôn lại Quyên, xem cái cảm hôn giác. Lại nhưng anh ý sợ của anh bật ngửa lên. Không, hôn đi Quyên. Nào. Hôn thế, hôn nó phải có tiếng. Hôn một cái chốc là đấy, vậy đó. Hôn phải có tiếng, làm lại cho nó có tiếng nào. Hôn một cái chốc nè. Mạnh lên. Đấy. Dễ thương nhá. Hà Nội ơi, Đà Lạt đang chờ. À, chúc các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ thông báo tin vui cho chương trình nha. À, Quỳ Linh và Hồng Vân xin gửi các bạn một những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinemoc 212 Lý Chiến Thắng để yêu nhau nhiều hơn nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Dạ rồi, cảm ơn khán giả. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Để hai đứa đi chung nha, sát nhau nha, đừng rời xa nhau. Mấy nay hai đứa mình làm như trúng số sao? Đúng rồi. Mỗi lần mà chúng tôi làm mai làm mối, các bạn ấy hợp nhau, các bạn ấy bấm nút hẹn hò với nhau, chúng tôi thấy rất là vui luôn, quý vị. Rồi, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Nhiều khi đi đám cưới bạn bè mời á, đa số ta đi 500, lâu lâu cái em tiếc cái em rút lại 100, tiếc cái em rút lại 100. Trời ơi. 400. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục gặp thêm một cặp đôi nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Rồi, vẫn xin mời bên đàn gái. Chào em, đây tên. Mời nhà trai. Rồi, nhà trai cứ thế. Rồi, mời anh ngồi. Dạ. Rồi, mời đàn gái giới thiệu về rồi, mình đi. Rồi, em giới thiệu đi em. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Cẩm Tiết. Em 35 tuổi, quê ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Em làm ở spa. Em, cái chuyên môn ở trong spa của em là gì? Dạ, bên spa em là chuyên về trị rụng tóc, bị nấm với lại bị trị đau vai gáy đó chị. Vậy với hợp với là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó. Dạ. Có nhiều ông rụng tóc dữ lắm. Rồi mày anh trai. Trước tiên em xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Em là Nguyễn Hữu Huệ Nhân, 45 tuổi, hiện sống ở quận 12. Nghề nghiệp của em là biểu diễn ảo thuật chuyên nghiệp, chú hề MC hoạt náo dành cho thiếu nhi. Ồ vậy hả? Bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu bên đàn gái đi. Điểm mạnh của em là nấu ăn ngon, mà biết ảnh ăn được hay không thôi. Sở thích em là kiếm tiền, đi chùa và đi xem phim. Điểm yếu của em là em không biết nhậu. Trời, nói về điểm yếu mà rất là chảnh luôn, em không biết nhậu. Em ham làm lắm, em cứ lo đi làm không kiếm tiền mà, mục đích dạ. Kiếm tiền mà đúng không? Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Điểm mạnh của em là tính tình điềm đạm, ít có nóng giận, anh bình tĩnh lắm. Em biết đi chợ nấu ăn được rất nhiều món, canh chua, cá lóc kho, cá kèo kho, cà ri, súp lagu, rau càng cua trộn thịt bò, trứng kho thịt. Thôi dạ. Gì nữa? Mày không dám làm luôn cái đám dỗ luôn nữa. Điểm yếu của em là hay thức khuya, ngủ về trễ, tánh tình hơi kẹo. Hơi gì? Tiết kiệm, khi mua sắm một cái món đồ gì em xài quần áo cũ hết rồi em mới mua. Xe em chờ đi hở tàn hết mới mua. Điện thoại cũng vậy, xài khi nào bấm hết được em mới thay cái mới.
Mình vậy đó hả? Cái đó là tiết kiệm. Còn kẹo nó khác nữa nha. Em nhiều khi canh chương trình muốn mua đồ, canh cái đợt giảm giá khuyến mãi gì mà vô anh. Đâu phải mình em đâu, anh với Hồng Vân cũng chờ khuyến mãi mới mua mà. Nhiều khi đi đám cưới bạn bè mời á anh, đa số người ta đi 500, lâu lâu cái em tiếc cái em rút lại 100, tiếc cái em rút lại 100. Trời ơi, 400. Cái này là kẹo đúng rồi nè. Thiệt, cái đó là kẹo rồi đó nha. Tức là có những người thế này nè, ta đám cưới ta bỏ 500 nhưng mà vô ăn ta thấy ít quá ta rút 100. Cái hồi cái thấy dọn ít món nữa ta rút thêm 100 nữa. Em rút trước đó nha. Rút 100 có khi nào rút không 200 không? Dạ không, rút nhiều quá kỳ lắm anh. Mà chị hỏi là ví dụ như trong trường hợp giờ em có bạn gái cũng hai cái đầm, một cái đầm là 400, cái đầm 300 á, thì em sẽ chọn cái đầm nào? Nếu mà 300 đẹp á, đang trong đợt khuyến mãi thì em chọn cái 300. Dạ. Còn mà bạn gái thích quá 400 thì thôi chắc phải bấm bụng. Dạ. Câu chuyện yêu đương của em như thế nào? Mối tình chính là 5 năm. Bạn em nói em hời hợt quá, giống như con nít quá. Dạ thời điểm cách đây lâu rồi, 10 năm rồi đó chị. Lúc đó là sự nghiệp em đã Bắt đầu bắt đầu chị. Có tiền có bạc gì nhiều chưa? Dạ mới bắt đầu nên cũng chưa nhiều, ít thôi chị. Đi chơi vậy là mạnh đứa nào đứa đó trả hay là em trả? Bạn đó rộng rãi, đa số bạn đó trả luôn. Đa số bạn đó trả luôn. Rồi có lần nào em trả lại không? Dạ có. Người ta đang mới có sự nghiệp dạ. Mà vấn đề là sau mối tình đó thì anh không có quen ai luôn hả? Dạ sau đó thì còn mai mối làm đâu. Quen có cái bạn kia, gia đình rồi ly hôn á anh, có một đứa con. Em nghe có con thì em cũng hơi ngán, sau cái em vẫn ráng làm quen coi sao để thoát ế. Bạn đó chủ động luôn nhắn tin em làm quen trước, quen cái rủ hai đứa đi ăn. Ăn uống lần đầu tiên thì uống nước ở gần đầm sen á anh, quán cũng đẹp sang lắm. Cái xong rồi cái tính tiền cái bạn đó không nói gì hết, cái rồi em trả lần đầu. Trả cái lần sau bạn đó rủ vô cái quán ăn hủ tiếu mì tiệm tàu, tính tiền cái bạn đó cũng không nói gì hết, cái em trả luôn. Trả cái tự nhiên em thấy nó hơi buồn buồn, thấy mình chỉ mới tìm hiểu thôi mà đâu có gì đâu, sao bạn đó bắt mình trả hết. Xong rồi cái rủ lên lần thứ ba nữa, tới quán ăn nữa, cái xong cái bạn đó không trả luôn. Cái em hiền quá em cũng trả luôn. Trả xuống em không dám nói gì hết thì em cũng thấy hơi bực bực rồi. Xong rồi cái về nhà cái em nhắn tin mai mốt đi ăn á, anh em mình chia đôi đi, hoặc là em mời anh. Em mời anh thì em phải trả cho anh chứ, mình chỉ quen tìm hiểu thôi mà đâu có gì đâu. Sao để anh trả vậy? Cái bạn đó nói anh đàn ông mà không có bản lĩnh gì hết á. Em có cái cách trả riêng của em, anh cứ trả đi. Em sẽ tặng quà lại. Cái em nói thôi anh đâu có cần quà gì đâu. Quà nhiều khi mua mình không có cần thiết nữa. Anh chỉ thích vậy thôi, đi ăn mình chia sẻ nhau là anh vui rồi. Miễn ăn là em trả của em, anh trả của anh là anh vui. Chia đôi. Dạ sau đó chia tay luôn rồi, tự nhiên em thấy em mừng quá, mừng quá. Nhà gái xin không hỏi nữa. Em có thích cái cô kia chưa? Có yêu gì cô kia chưa? Em không thích anh. Không thích đúng không? Cô kia toàn là tấn công chủ động không à. Còn nếu đặt trường hợp em đã yêu một cô gái kia mà đi ăn em trả tiền hoài vậy thì em có bực không? Dạ chắc không bực đâu. Ừ đúng rồi, vậy thì được. Yêu là không có bực đúng không? Dạ. Tại vì không yêu mình mới bực. Tôi tại vì tôi yêu tôi sẽ trả hết. Dạ em chào anh. Rồi chào anh gái. Anh rất rõ ràng, yêu tôi mới trả. Không, anh thật tình đó em. Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình chính thức ạ. Thì mối tình đầu của em là em người ta làm mai rồi em có làm giấy kết hôn nhưng mà còn 8 tháng nữa mới cưới. Trong thời gian mà đợi cưới đó thì ngay mùa đá banh thì anh bắt đầu đá banh thua là 100 mấy chục triệu á. Trời ơi. Thì em mới tới em trả cổ, em nói là nếu mà như anh cờ bạc vậy thì chắc em không hợp với anh, tại dưới quê làm mai đó anh. Rồi trả phải của. Làm giấy ly dị. Dạ nghe đúng không? Rồi. Trả của có dạ. Nghĩa là người con gái này rất là cương trực mà rất là sòng phẳng không dạ. Đó. Cưới nhau chưa? Dạ có chưa. Ăn ở với nhau. Dạ chưa. Mối tình thứ hai thì kéo dài được 2 năm mà ảnh định cư bên nước ngoài á anh. Khi mà ảnh về định tiến tới hôn nhân á thì ba mẹ anh coi là tuổi với em với anh không có hợp. Em muốn có một cái mẫu hình lý tưởng người yêu của em như mẫu thế nào? Hình lý tưởng của em là như anh Quyền Linh hoặc là chú Hoài Linh là người đàn ông của gia đình. Nhưng mà anh ăn phở là 3 bữa là anh trả là 2 bữa thôi nha.
Dạ không sao, em trả. À được. Bên đây có thể giống Hoài Linh nhiều hơn. Không thích cái điểm gì của anh bên kia? Không thích người đàn ông gia trưởng, không chung thủy. Tiền bạc thì em mình nên rõ ràng đó chị. Em muốn tìm người yêu thế nào? Dạ em muốn tìm mẫu người ngoại hình thì dễ thương. Em muốn người bạn gái đảm đang, chung thủy, biết lo làm ăn. Em đi với ai? Dạ em đi với sếp và quản lý của em ạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Viền Linh và chị bạn trai bên đây. Ảnh có nhiều cái tính cách mà mình cũng rất là nể phục. Tại vì ảnh nói rất là rõ ràng. Những cái mà ảnh không thích thì dĩ nhiên là khi mà người ta không thích thì người ta sẽ không có bỏ tiền ra để đầu tư một cái việc gì đó đâu. Thanh nói như vậy nè, khi mà anh cảm thấy được một tình yêu nào đó dành cho anh á, Thanh nghĩ là anh nên là gọi là đầu tư vào nó và công sức bỏ ra thì mình sẽ nhận lại những cái mà mình cảm thấy là bất ngờ nhiều hơn. Cảm ơn đàn gái ha. Dạ cảm ơn ạ. Bây giờ thì mình liên hệ với đàn trai nào. Nay em đi với lại ba cô Dượng, các anh em đồng nghiệp bên ảo thuật. Xin chào cả nhà, đại gia đình đàn trai. Chào ông bà mối. Tôi là ba của Huệ Nhân, năm nay 80 tuổi. Thành ra tôi cũng muốn cho nó có mảnh tình dắt dây. Tôi hứa đám cưới tôi sẽ cho một cây vàng. Em là cô của Huệ Nhân. Áo của cô quá thiệt tình. Chứ đàn ông thường thường những cái gì mà ấy là người ta giấu giếm chứ không có nói. Mà cô, cháu cô thì giống như có làm sao nói vậy. Bởi vậy cô mong sao những cái vấn đề đó thì con sẽ về con khắc phục lại. Nói ngay là cháu của cô cũng dễ dạy lắm. Cái gì cháu dạy giùm cháu cô thấy. Dễ thương quá à. Bây giờ là mình mở rào đi cho hai bên gặp mặt. Không đó. Chào em. Dạ, em chào. Hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó chính là một tờ giấy mà chưa đâu, để từ từ. Giờ anh đã tạm thời anh sẽ xếp nó lại. Đây sao xếp xấu quá vậy ta? Đây anh có cái hộp quẹt ha. Dạ. Em bật lên em đốt giùm anh nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình để vô ha. Dạ. Chuẩn bị nhìn kỹ nha. Wow. Hết hồn. Tiếp theo sau thì anh có món quà tặng em tiếp. Ở đây mình có một cái ống. Thì cái ống này á, gọi là cái ống thần kỳ. Bỏ một cái hình vẽ gì đó vô và mình biến ra được đồ vật theo ý muốn. Đây là một cái hình con heo. Thì đóng nắp lại. Rồi em tên là Tuyết phải không? Dạ, giờ Tuyết ấm ba la giùm anh ha. Ba la, ba la. Ấm ba la. Rồi bây giờ mở ra. Và biến ra một con heo đất. Chưa hết đâu, còn nữa. Giờ ở đây hai quý vị ha. Rồi quần áo bình thường thôi ha. 500. Đó. Giờ xếp lại. Đó. Xếp 500. Lại. Mình xếp lại, dạ. Ráng lên nha. Ráng 500. Một. Hai, ba, hô, đi. Năm. Chết cha tờ 10.000. Sao kỳ vậy ta? Dạ thôi không sao, để em biến lớn lớn rồi, ráng cố gắng lên. Tờ 10.000. Dạ. Đứng phía sau chết em. Úm ba la. Úm ba la. Một. Hai. Ba. Dạ. Mất tiền. Em biến ra lớn hơn gấp 10 lần luôn. Và tờ 100.000. 500 được không? Dạ 500 em chứa hồi tới. Quá. Cái này 100 đô rõ ràng phải không? Không dạ. Mới luôn. Trong ảo thuật kiếm mới ra 100 đô. Đâu vậy? Biến xong rồi đem qua dạ. Đây. Hả? Đây. Qua đây. Đây ngồi xuống.
Cái tật làm ảo thuật, đưa đây. Không đưa là tôi đi xuống luôn. Cái tật làm ảo thuật. Nhờ tụi em hôm nay mà chị bị được bội thu đó. Dạ. 100 đô bây giờ là 2 triệu mấy. Thôi tôi không làm ảo thuật cái đâu. Anh tặng em món quà này với ý nghĩa là em sẽ giữ tiền và anh sẽ làm ra tiền. Và số tiền này làm sao cho nó phát triển ra để mình mua được nhà. Hay quá. Đó, bây giờ qua câu chuyện đó em cảm nhận anh ấy thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương mà. Em là ảo thuật, em tặng ảo thuật rồi. Bây giờ bạn này cái xì ba của bạn đó là chuyên, bạn là chuyên về đau vai gáy á. Dạ. À, em cũng thích đi massage lắm đó chị. Cho bạn phải thờn lại chứ. Dạ. Spa. Massage qua đây. Không có quà cho anh, em muốn tặng cái khác cho anh ạ. Đo chị cái vai với bóp tay cho anh. Anh rất là thích, cảm ơn em. Tụi nó làm cho tôi sáng luôn. Làm công việc căng thẳng nhiều thì anh sẽ bị đau vai gái từ phần trên này đi xuống. Thì em sẽ bóp vai cho anh. Trời, sướng gì đâu ta. Sau này anh đi làm về mỏi thì em sẽ massage, em sẽ bóp vai cho anh mỗi ngày là 15 phút để cho cái cơ nó mềm ra. Trời, cái mặt mãn nguyện kìa. Mặt nhắm mắt mãn nguyện kìa, trời ơi. Chắc đủ quá anh em ha. Có đau không anh? Anh ngại. Đó là thấy là cái tay nghề cô này sao em? Dạ làm tốt lắm chị, đúng như cái huyệt đó chị. Tại có đi rồi em biết. Dạ. Có đi rồi hả? Hay quá. Thôi mình rồi. Lấy vô đây đi anh ha. Mốt thì em sẽ làm thêm. Cảm ơn em. Nếu mà anh em mình đến được với nhau đó, mình sẽ hẹn hò và gặp nhau ở đâu? Một tuần thì em nghỉ được một ngày ạ. Quan trọng là thời gian của anh đó. Thời gian của anh thường đa số đi làm vào cuối tuần nhiều, thứ bảy chủ nhật. Nếu mà rảnh á, anh sẽ hẹn, chủ động hẹn em trước. Nhiều khi có show, có lúc không có. Dạ. Thì anh sẽ gọi để hẹn nhau. Dạ. Em có đồng ý không? Dạ em đồng ý ạ. Đi ăn thì dạ gặp nhau thì mời đi ăn luôn. Dạ. Một tuần ăn được mấy lần? Nhưng mà khi đi ăn thì ai trả tiền anh? Đi ăn để anh trả luôn cho. Nói chứ chọc anh hoài. Dạ, thật thà lắm luôn á. Dạ. Vậy là bây giờ em anh đi ăn là anh trả tiền đúng không? Anh trả tiền. Thì thôi mình nói cho nhau gọi bấm nút đi anh. Em tiến tới nắm tay cô gái hát gì hát đi đó. Em đáp lại. Rồi nắm tay cô gái gì đó. Em gì ơi yêu được không vậy đó hả? Dạ. Nhìn cô ấy nha, nhìn cô ấy. Bắt đầu. Này này là em gì ơi, em Tuyết ơi, em Tuyết ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải ta buồn lo, âm buồn lo riêng mình ta. Cuộc nụ cười nào muốn ngàn hoa, muốn ngàn hoa, muốn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Dạ. Tôi ôm cô gái đó cái coi cảm xúc nó như sao, cảm giác sao. Ôm chặt thứ coi, ôm chặt thứ coi như sao. Vừa ôm vừa hát, em gì ơi. Ôm chặt vô. Dạ. Đã lâu, bao lâu rồi không ôm phụ nữ? Dạ nhiều năm rồi, 3-4 năm vậy rồi anh. Bây giờ mình ôm cô gái đó mình thấy như sao? Dạ cảm giác lạ lạ. Thích nè. Thích đúng không? Dạ. Còn em gái? Em thấy ảnh rất là chân tình. Em có cảm giác một chút gì rung động chưa? Tim em đang đập. Đang đập, đang đập mạnh. Chúng ta hết thời gian rồi. Bây giờ bấm nút đi, đúng rồi đó. Xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nha. Nếu đúng chúng ta bấm nút, không đúng không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 và 3. Hết thời gian. Em có bấm thôi sao nó không ăn à? Trời ơi.
nắm tay đi nào. Đấy, hôn cái hôn đầu tiên. À, xin phép các anh chị cho em nụ hôn đầu tiên. Dạ. Sau bao nhiêu năm? Sau nhiều năm. Từ từ để nguyên nha, hôn cho nó. Để nguyên, hít vô mạnh lên. Thấy sao? Thơm. À, đây là vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà, tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, chào chị. Cảm ơn chị nhiều. Rồi. Cả ông chăm này cho ông vui lên chút. Nãy thấy mắt đượm buồn á. Không có gì đượm buồn hết, Vân cứ giữ đi. Không có gì lo. Thôi. Giữ đi, bữa Linh thiếu Linh Vân ngàn coi như trừ hết luôn á. Cái lần sau bỏ cái tật mà ảo thuật nha. À, như vậy chúng ta đã có một ngày rất là vui thưa quý vị. À, những cặp đôi họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính cho chương trình này. À, thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn tổ chức những chương trình đặc biệt thế này để chúng ta làm mai làm mối với những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam. Các cô gái, các chàng trai không ở nằm trong quân đội hay là ở ngoài quân đội, chúng ta có thể đăng ký tham gia nếu như chúng ta muốn một nửa yêu thương của mình là những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam, quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Khuyết điểm của em thì hình như là nhậu nhiều. Em số 2 thì em chưa thấy ai số 1. Dạ, em uống bia không à chị Vân. Tại vì uống rượu có hại cho sức khỏe lắm rồi. Con thích bạn đó hút thuốc nè, ăn thịt chó. Ăn à, cái gì, cái gì? Ăn thịt chó mèo là không có thích. Ưu điểm của em là không nhậu, không cờ bạc, không cà phê, thuốc lá. Chiên ăn thì sạch sẽ, thích nấu ăn, vui vẻ hòa đồng. Do em sạch sẽ kỹ tính quá nên là cũng khó chịu chị. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.